Ai sầu riêng đi. Nhìn này, đây có quả sầu riêng to vãi sở luôn, 9 cân, gần 9 cân. Đây là quả sầu riêng của mình. Đi xe về từ đây về Hà Nội hả em? Hay là xe đi? Đó, em đi xe từ ngoài đấy mà đi. Đi phượt hả? Đi 64 tỉnh hả? Mà đây đi phượt á, xuyên đi nhỉ? Đi một mình vậy thôi à? Đi mình thôi. Ôi ngon. Mắng lên một mình từ Hà Nội vào đây. Ôi ơi, nó gió đất kẹt kìa trời. Thật dữ biệt. Giỏi đi á. Mình đây là đây quay trên live mà thích kiếp rồi. Mà mình đi giỏi thật á. Sao thích nhiều không? Làm hết khoảng 3 triệu. Tháng rồi 3 triệu từ sang về đây. Em đi 3 tháng rồi mà. Thôi đi 3 tháng. Đây vậy, lên biết vậy. Đi chơi 3 tháng như vậy. 3 tháng mà đi mít thì nó mệt lắm. Thật. Tiền ăn, tiền uống nữa. Thì xăng hơn 3 triệu rồi. Ừ. Các bạn thấy người dân ở Đắk Lắk có thân thiện không? Mời các bạn cùng mình chúng ta sẽ cùng vào khám phá cặp thác đôi đẹp nhất ở khu vực Đắk Lắk này nhé. Đây là cổng khu du lịch vào thác, đây là đường vào thác này anh em. Trước mặt các bạn đây chính là cổng vào của con thác Drainu. Địa danh này cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về phía thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt chúng ta đây là một nhà hàng nằm trong một cái khuôn viên rất là rộng lớn, nơi chúng ta có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa hay là những hoạt động mà xây dựng đội nhóm cần diện tích lớn thì ở đây rất là phù hợp nha các bạn. Cặp sông thác mà mình chuẩn bị đưa các bạn đến thì nó có một nửa nằm ở địa phận tỉnh Đắk Lắk, một nửa nằm ở địa bàn của tỉnh Đắk Nông. Phân thác nằm ở tỉnh Đắk Lắk có tên là Drainu, chính là con thác ở trước mặt chúng ta đây. Cái chiều dài trên thác kia chúng ta đang nhìn thấy nó có chiều dài đến 250 m, và cái chiều cao từ trên mặt nước chạm đến đáy của thác là 30 m, tức là rất là sâu, nên là khuyến cáo các bạn không nên tắm ở khu vực gần sát thác nha. Nếu chúng ta để ý một chút thì ở phía dưới chân thác chúng ta sẽ quan sát được một cái hang động rất là lớn. Nếu mà nhìn từ trên cao thì các bạn có thể thấy là hai con thác ở đây nó cùng sinh ra ở trên một dòng sông, và nhìn nó có vẻ giống như một cái ngã ba đường đúng không các bạn. Chúng nằm trên con sông Serepok, một con sông kéo dài từ Campuchia sang đến Việt Nam. Phần con sông này chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 125 km. Người dân đây cho rằng thác Drainu có nghĩa là thác cái, là thác vợ. Chuyện là ngày xưa có một đôi trai gái do yêu nhau, hai bên dân làng ngăn cấm, sau đó thì không được nên hai người quyết định nhảy sông tự tử. Sau khi tự tử xong thì trời đất cảm thấy cảm động, và sau đó thì sấm chớp ầm ầm, bão lũ. Sau đó thì lại có một trận động đất và cái dòng sông đó bị tách làm đôi để ngăn chia sự qua lại giữa hai ngôi làng của nhà trai và nhà gái. Các bạn thấy cái truyền thuyết này có hợp lý không? Đó là theo người dân ở đây chia sẻ lại thì nó là như vậy đấy. Nếu mà đi vào trong thì các bạn sẽ có một cái địa điểm để ngắm thác khác ở bên trong này. Ở đây cũng là một cái điểm mà chụp ảnh được rất là nhiều các bạn trẻ ưa thích này. Vẫn chưa hết, nếu chúng ta đi sâu bên trong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái tuyệt tình cốc thu nhỏ ở đây với làn nước trong xanh như là ở bức ở phía đây này. Cũng có thể nhìn thấy thác nhưng mà tầm nhìn sẽ bị cản trở một chút. Và đi lui vào trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên dưới sẽ là một cái khe. Đây là phía bên trong của thác này. Thực ra thì có thể đi vào trong đấy. Không hiểu sao người ta lại cấm rồi. Để đi qua được con thác này thì chúng ta cần phải đi sang phía Đắk Nông. Từ đó thì chúng ta sẽ có đường để đi lên trên cái đỉnh của con thác. Tuy nhiên khuyến cáo nếu vào mùa lũ thì các bạn tuyệt đối không lên trên nhé, sẽ rất nguy hiểm cho các bạn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang đối sát xem như nào. Đây, đường đi. Chúng ta sẽ tìm đường. Đầu tiên chúng ta phải tìm cái cây cầu treo. Đi qua cây cầu treo đó thì mới sang bên kia. Cây treo vào thôi. À đây rồi, đây chính là cây cầu treo. Đấy, phía xa các bạn kia chính là thác Drainu. Đường này là đường xuống bãi tắm. Theo chị hướng dẫn viên nói thì ở bên thác Drainu thì họ là một công ty riêng và quản lý ở bên này là một công ty riêng. Anh em đi vào đây nhớ mặc áo dài tay, nên mặc áo dài tay và quần dài. Vì là ở đây đường đây. Các bạn này, sau tháp bên kia này.
lên thác, mình quyết định sẽ lên thác trước. Đấy, nó đừng dễ thế. Chẳng lang thang trong khu rừng như này. Chúng ta đã ra được ngoài rồi. Kia bên này có lẽ là sang thác Dark Ray 2. Bây giờ là 3:30, hy vọng mình sẽ tìm thấy cái thác kia sớm. Đây là một trò chơi mạo hiểm, anh em nào mà không nên đi một mình như mình. Ok, yeah, các bạn ở bên thác bên này sang à? Dạ yeah, đúng rồi, bên đây nè. À ở bên này sang à? Dạ anh đi vô đó lâu không ạ? Sao? Các bạn muốn lên trên đỉnh thác hay là đi một cái thác khác? Cái thác khác có hai đường ở đây, ở trước mặt các bạn này, chuẩn bị này. Nếu mà rẽ phải ấy, là lên đỉnh thác. Dạ. Thì còn rẽ trái thì là về dưới chân thác. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là cây cầu treo thứ hai. Yeah, đây là cái thác thứ hai đã tìm được nó rồi. Sắp hết pin rồi. Wow, nó kia. Quá. Wow. Wow. Nhìn nè. Đó, đó chính là toàn cảnh của thác Dray Sáp. Anh em có thể cảm nhận đứng giữa rừng núi và cảm nhận cái hương vị của dòng thác này. Nước rất là trong nha anh em, không hề đục như mọi người, một số người nói là thác ở đây đục, còn mình thấy thì nước ở đây rất là trong. Ok, đó là cái cảm nhận về thác Dray Sáp và thác Dray Nu. Thì các bạn hãy cảm nhận đây là hai dòng thác hoàn toàn riêng biệt nha anh em. Hai dòng thác hoàn toàn riêng biệt, nó nằm trên cùng một con sông, tuy nhiên thì nó là hai cái thác riêng biệt vì ở đây là có hai nhánh sông khác nhau. Ok, bây giờ thì phần cảm nhận là của các bạn. Chúc các bạn những phút giây vui vẻ nhìn ngắm ngọn thác này. Ở đây còn rất là nhiều thác nữa, thì ở cuối video mình sẽ có để một vài địa điểm khác để cho video đỡ dài, thì các bạn có thể xem ở phía cuối video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Nam Thái TV nhé. Bye bye.